Quan Hiểu Đồng khoe đôi chân thon dài cực phẩm dù đi giày bẹt. Dẫu cho chê bai ghét bỏ cô như thế nào, thế nhưng cư dân mạng vẫn phải đồng lòng thừa nhận Quan Hiểu Đồng sở hữu đôi chân vàng. Với nước da trắng và chân dài thẳng tắp, nữ diễn viên đã thực sự chinh phục trái tim của khán giả và là đối thủ lớn của nhiều sao nữ, thậm chí là nghệ sĩ nam. Quan Hiểu Đồng từ trước đến nay vốn vẫn được biết đến là một trong những mỹ nhân có nhan sắc, vóc dáng nổi bật xì bít. Cô nàng có thân hình chẳng thua người mẫu, với chiều cao 1,73m, đặc biệt bạn gái Lộc Hàm còn sở hữu đôi chân cực phẩm. Nếu như các người đẹp xứ Trung thường chạy theo xu hướng mình dây nên đôi chân khá khẳng khiu, Quan Hiểu Đồng lại có cặp giò thon dài vừa vặn, trông có sức sống. Nhờ tỷ lệ chân dài gấp đôi người, nữ diễn viên chẳng cần đến giày cao gót vẫn đủ khoe được vóc dáng cực phẩm. Trong nhiều sự kiện, con gái quốc dân chỉ cần đi giày bẹt, giày thể thao hay boss cũng đã đủ tôn lên được đôi chân nuột nà, căng bóng không tì vết. Nữ diễn viên có thói quen kết hợp chân ngắn ngang đùi với boss cao đến mắt cá chân, tạo nên tổng thể khỏe khoắn. Đôi chân của Quan Hiểu Đồng không chỉ thon dài mà còn trắng mịn, không bị nhược điểm đầu gối cù lạc hay bắp chân cong như nhiều mỹ nhân khác. Thân hình chuẩn mẫu cùng đôi chân đắt giá giúp người đẹp luôn nổi bật trong các chương trình. Trên tạp chí, Quan Hiểu Đồng cũng thường áp dụng lối ăn mặc yêu thích, vóc dáng đẹp còn giúp cô đắt sâu chụp ảnh đồ thể thao. Trước đó tối ngày 12 tháng 3 vừa qua, Quan Hiểu Đồng đã xuất hiện trong một sự kiện cho thương hiệu tại trung tâm thương mại. Như thường lệ, trước khi sự kiện diễn ra, studio văn phòng làm việc đã nhá hàng tạo hình của Quan Hiểu Đồng tại sự kiện. Loạt hình do studio văn phòng làm việc tung ra khiến công chúng không khỏi xuýt xoa vì sự lộng lẫy khó tin của Quan Hiểu Đồng. Xuất hiện trong chiếc đầm đỏ với khoét ngực sâu khoe vòng một gợi cảm, đặc biệt với phần xẻ tà ở phần đuôi váy, giúp cho Quan Hiểu Đồng có thể dễ dàng khoe được đôi chân dài miên man thẳng tắp nổi tiếng của mình. Ảnh studio đẹp là vậy, nhưng liệu hình do người qua đường chụp, nhan sắc của Quan Hiểu Đồng có còn xuất sắc? Đáp án đã được chính cư dân mạng công nhận. Cụ thể, một cư dân mạng đã đăng một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Quan Hiểu Đồng xuất hiện tại sự kiện. Trong đoạn clip do người qua đường quay, Quan Hiểu Đồng xuất hiện với thần thái tự tin, khoe đường cong quyến rũ cùng đôi chân dài miên man. Đặc biệt, nữ diễn viên còn ghi điểm về khoản nhan sắc cực đỉnh. Ngoài ra, vài người còn phát hiện Lộc Hàm chân ngắn hơn cả Quan Hiểu Đồng. Trong một bức ảnh hậu trường, cựu thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO bị so sánh với bạn gái của mình khi cô ấy chỉ mang giày đế bằng. Rõ ràng nữ diễn viên cú đấm ngọt ngào, khuỵu đầu gối xuống để có tầm nhìn bằng với bạn trai. Có thể thấy, đôi chân dài miên man và đẹp mắt của Quan Hiểu Đồng chính là vũ khí lợi hại để cô nàng chinh phục trái tim khán giả. Tuy nhiên, để phát triển hơn ở nền giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên cần luyện tập diễn xuất nhiều hơn. Quan Hiểu Đồng sinh năm 1997 là một nữ diễn viên người Trung Quốc, xinh đẹp, tài năng nhưng sự nghiệp diễn xuất chưa có nhiều bứt phá. Thay vào đó, đời tư của cô lại đặc biệt được công chúng quan tâm. Việc Lộc Hàm công khai cô là bạn gái của anh từ năm 2017 càng khiến Quan Hiểu Đồng sở hữu lượng anti-fan. Sau gần 4 năm hẹn hò, điều mà dân tình thấy được ở Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng chính là việc họ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngoài việc gửi lời chúc phúc trong những ngày sinh nhật thì hai ngôi sao 9X này cũng chẳng có nhiều tương tác với nhau trên mạng xã hội, thậm chí là từng xuất hiện trong cùng một sự kiện, nhưng Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng lại chẳng hề sánh bước bên nhau. Đối với những người không biết rõ sẽ tưởng họ chỉ là người dưng. Dù vậy, cặp đôi được cho là có tình cảm rất bền chặt, hạnh phúc và ngọt ngào. Việc chưa kết hôn là vì Quan Hiểu Đồng còn quá trẻ, cả hai người cũng muốn tập trung hơn cho sự nghiệp vào lúc này.